Hello mọi người, hôm nay gần Tết rồi, vì qua thì đem theo thằng Câu đi câu thử nha. Đây là thằng cái một cây thằng bút nha, cái bút này thằng mới độ lại dây siêu bền cho nó, một cây nữa là dây nguyên bản của nó nha, original nha, dây này khoảng 0.3 dây nguyên bản của nó đó, đây mới độ lại dây siêu bền đây. Lúc gầy gần Tết trái gió trái trời nên hơi bệnh thôi, nói chuyện hơi khó nghe nha mọi người. Đây gầy lại cái này ra xong thử giật cái út nè. Giai đoạn gấp tay quay vô, tay quay cần bút này đổi trái phải đều được nha mọi người. Ok, hôm nay Thuận sẽ câu mồi trùng lá nha. Nước chảy đập chì quá thì 50 gram mà chịu không nổi, cho dẹt lúc bờ gặp dây siêu bền nữa cản nước thì gì nổi. Thôi nhưng mà dù sao thì cũng hy vọng sẽ lên dạy cái út nha. Mình vừa mới bẻ nhánh tre làm cái giống cần như cần bút đây đó, cái giống cần nó cũng bá đạo lắm chứ không phải như người ta nha. Rồi ok, sẽ ra tiếp cần nữa. Cây này là mình để dây nguyên bản của nó nha, dây cũng nhỏ à. Đấy chị chạy thôi. Cũng gần được nữa xong rồi nha. Đấy, nhưng mà chì này nhỏ quá sợ nó trôi. Rồi chuẩn bị đợi lên hàng cho mọi người. Đây mình hôm nay Thuận câu thêm một cái cần nữa. Cần này cũng khá là bá đạo nha. Cần này đưa cho cháu mình, nó nói thì cái này giống cái trứng khủng long á chú. Đó. Thì Thuận kêu là cái cần trứng khủng long đi, tạm gọi là vậy đi. Cái này giống như là để mình xả cước nha. Bóp này xuống là cước sẽ tự động xả nè. Rồi mình sẽ kéo lên cái này tự động nó thu lại. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ quăng cần này ra luôn nha. Quăng tới đâu đây? Cú quăng đầu tiên nó bị lỗi kỹ thuật. Thu vô quăng lại. Quăng trước mặt. Ok, giờ quăng lại nha mọi người. Đó, nó khá hơn, được tẩm tẩm giữa sông. Nước chảy quá. Rồi, khóa chốt ở đây. Đó, đây là hai cần bút. Mình sẽ ghé cái cần này ở đây nha.
Toàn xịn không à. Đấy. Câu cần chi, câu cần máy nha. Câu cần về được rồi. Câu chủ yếu vui là chính mà. Câu cần này mà thấy vui là ok rồi, mọi người. Câu xong dướng ghét hao chì khiếp quá mọi người. Hao chì hao lử quá, mình mới tóm được cái thẻo mới đây. Thôi bây giờ phân lại nha. Ủa cũng xa chứ bộ, giỡn đâu. Trần này bây giờ nó dướng cái gì? Dưỡng gần có gần cuối cái dây nó dướng cái cối máy nó ra không kịp cái xả cái phụ nữa rồi được rồi, tới đây như đây được rồi. Ok giờ sẽ thăm cần bút nha. Gần này mới vừa rung đây đóng. Dướng ghét cái gì vậy? Dướng ghét rồi mọi người. Gặp ngay cái cần nhợ nguyên bản nữa. Không biết ca này gỡ được hay không đây. Dướng quá nặng rồi. Hy vọng là lên nha. Ê, mình mới thấy cái cần trứng khung lông của mình cá nó ghẻ nha. Cái ốc mà ăn ghẻ không à. Bây giờ đang hồi hộp chờ cho cá năng mạnh đừng chạy ra giật. Lát mình sẽ đổi cái cây này lên chì 100g tới 200g nha. Để ra cho nước có đừng có đẩy chì trôi đi. Ra giữa sông có cá để đạp cho chung bờ không. Đó đó đó. Đó đó. Cái nó ghiển cái nó là giật nha. Sao im lặng rồi. Rồi.
xong phim chắc hụt rồi quá. Dính dây của ghiền cầu bút luôn rồi. Rồi không có dính mọi người. Ghía gần hết mồi luôn. À, nãy câu bên kia nhưng mà gác quá. Gác quá, câu gác là chà lum cho nên mới đổi qua điểm đây đây. Bạn coi thằng bút cái đọt nó rung nó ghê không? Thì mà lỡ mà cái ngát ăn cái ngát cái nửa móc tay nó giật cái sắc hôi hôi luôn quá. Đó, rung kìa. Này nước tại nước chảy cũng mạnh. Đây là sông Mang Hít nha mọi người. Sông khá là lớn nha. Đây là cái cục máy trứng khủng long của mình đây. Đó. Coi coi coi. Dính cái khủng rồi nha mọi người. Chứ không biết dính cái gì nữa. Giật cầu dữ lắm. Chạy nguyên quá trời. Đây, dính gác đây. Dính gác cái gì quá. Sao dính cái ngát này. Thấy nó giật y chang như cái ngát ăn vậy mà. Rồi dính gác này. Dính gác thì người ta thấy giật dữ lắm mà giật luôn mà. Đóng cái còn kịp bấm máy quay phim cái nữa. Hy vọng là cá lôi vô gác nha. Hợp quá, biết có gì không đây. Trời ơi, bông đi lao. Nghe giật y như dính cá luôn trời. Giật thấy ham luôn mọi người. Nguyên cái bọc luôn. Chết luôn rồi.